X-Watch, số 1 bảo hành hậu mãi. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Hỏi Đáp Đồng Hồ. Tôi là Danh Hùng và cùng với anh Ngọc Dương. Hai chúng tôi rất là vui khi tiếp tục đồng hành với các bạn trong series này. Câu hỏi đầu tiên của bạn Linh Xe Ôm, một cái tên khá là đáng yêu đúng không nào? Chào hai anh, em là sinh viên mới ra trường và đã có việc làm. Em muốn dành tháng lương đầu tiên của mình để mua đồng hồ cho anh hai của em. Dịp rất là đặc biệt đúng không nào? Anh hai em sinh năm 90 và đang đeo Seiko 5 rồi và nó đã khá là cũ. Mong hai anh tư vấn giúp em mẫu đồng hồ trong tầm giá 5 triệu. Cảm ơn anh. Đầu tiên là anh bạn là sinh năm 90 là cũng phải 29 tuổi rồi, gần 30 tuổi rồi. Và tôi nghĩ là cái tầm tuổi này là cái tầm tuổi mà hợp lý để đeo những cái chiếc đồng hồ mang tính chất sang trọng, đẳng cấp, classic, Thụy Sĩ. Và tôi nghĩ tới nhất đó là Tissot. Tissot các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn đồng hồ quát ở trong cái tầm giá khoảng trên dưới 5 triệu. Và đặc biệt nữa là những mẫu đồng hồ quát này của Tissot nhìn rất đẹp mắt luôn, có dây da nhìn cực kỳ thanh lịch. Và thêm nữa là máy quát của Tissot là máy ETA. Đó. Hình như có một số những video tôi hơi nhầm một chút là đấy là máy Ronda nhưng không phải đâu. Riêng Tissot là sử dụng máy quát ETA hoàn toàn luôn. Đấy. Và đầu tiên là cái mẫu đồng hồ tôi muốn giới thiệu đó là mẫu Tissot Everytime Latte, có mã hiệu là T1096101603200. Thì cái mẫu đồng hồ này mặc dù là chạy máy quát nhưng mà cái độ chính xác của nó cực kỳ cao. Đối với cả đồng hồ Tissot mặc định kính đã là kính sapphire rồi đấy, chất liệu là đã là ngon rồi. Thậm chí là những đồng hồ Nhật Bản, đồng hồ cơ chưa chắc đã có kính sapphire ở trong tầm giá 5 triệu này đâu. Đúng rồi. Đó, size mặt là 42mm cũng là một size mặt hợp lý, kháng nước 3mm cũng là một hợp lý luôn. Tiếp nhé, tôi sẽ cho các bạn xem một cái mẫu mà tôi cũng thích. Nó có cái ngôn ngữ thiết kế cũng giống trước thôi. Vâng. Khá là giống trước thôi. Nhưng nó thay đổi chút xíu về mặt màu sắc và một vài chi tiết nhỏ. Chiếc Tissot Everytime T10961016030. Chiếc này cũng có size mặt là 42. Nhưng mà độ dày nó phải nói là một cái thiết kế kinh khủng. Rất là mỏng rồi, có 6,45mm. Quá mỏng luôn. Rất là mỏng, chiếc đồng hồ rất mỏng. Đó, cũng là máy quát của Tissot, sử dụng máy quát của ETA. Nhưng Dương vừa chia sẻ, mọi thứ đều ổn đó. Dây dàn nâu, rồi là có thêm các cái số mà nữa nhìn nó cũng đáng yêu đúng không nào? Rồi, có 5 triệu mấy thôi, 5 triệu 3, 5 triệu 4 thôi. Chiếc tiếp theo nữa thì chiếc này thì khác hơn một chút xíu này. Chiếc Tissot Classic Dream T0334101601. Đấy, máy móc tương tự, chỉ khác biệt về size mặt này. Size này thì nó có size mặt là 38mm, nó nhỏ hơn nhưng nó lại dày lên. Vâng. Cái dày của nó lên tận 7,5mm. Đó. Vâng. Nhưng mà 7,5mm thì vẫn cũng là mỏng, cũng là mỏng rồi. Nhưng so với những chiếc trước chỉ có 6 thôi thì chiếc này dày hơn hẳn thêm một đoạn nữa. Cái mẫu này thì nó có hai cái điểm mà tôi thấy là nó sẽ hợp với những người đứng tuổi như anh bạn. Đó là cái số thì là số La Mã này. Đấy. Và cái thêm nữa đó là nó có lịch. Ít nhất là nó có lịch ngày, còn hai mẫu đồng hồ trước thì là không có lịch ngày. Đấy là những mẫu đồng hồ Tissot mà tôi nghĩ là rất đáng mua đấy nhá. Thế còn những cái đồng hồ khác thì sao? Nếu anh bạn đang đeo Seiko 5 quân đội như là theo thì đứng thể thao thì anh bạn cũng hoàn toàn có thể mua những cái sản phẩm theo thì đứng thể thao khác, ví dụ như là Orange Ray chẳng hạn. Và cái mặt số thì lại là mặt số màu cam nữa. Màu cam là tượng trưng cho mệnh hỏa mà hỏa sinh thổ. Anh bạn sinh năm 90 là mệnh thổ là rất phù hợp với cái mẫu này. Được. Đúng không ạ? Ok. Kháng nước 200m, quá thoải mái luôn. Nữa mà tôi có thể gửi giới thiệu cho các bạn đó chính là dòng Orange Bamino. Vâng, các bạn có thể lựa chọn là Gen 2 hoặc là Gen 3 hoặc là Gen 4 đều được hết. Thì đây là Bamino, như bạn biết là một mẫu đồng hồ kính cong. Nó rất là đẹp, quyến rũ và trông nó rất là thanh lịch. Trên này thì cũng ok này. Đấy. Từ Tissot chuyển sang Orange thì anh bạn sẽ được đồng hồ cơ. Đó. Đấy, đồng hồ cơ nhưng mà kính thì lại thành kính cứng. Kính thì là kính cứng, đúng rồi, phải hy sinh. Cơ là kính cứng nhưng mà thành đồng hồ Nhật Bản. Kia đồng hồ Thụy Sĩ, đây cũng là một cái lựa chọn. Và một cái mẫu đồng hồ cuối cùng mà tôi muốn giới thiệu đến cho các bạn đó chính là mẫu Orient có mã hiệu là FEU07004UX. Thì cái mẫu này anh Hùng có thể nhìn thấy là nó có rất là nhiều những ô lịch ở đây. Đấy, có lịch thứ ngày tháng và đây theo kiểu là dạng là gọi là lịch vạn niên ấy. Nhưng mà ngày trước là tôi và anh hay trêu nhau gọi là lịch vạn năng đấy. Bởi vì là nó không hẳn nó là vạn niên mà chạy bao nhiêu năm nó không sai đâu, chúng ta vẫn phải chỉnh bình thường rồi. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn được. Câu hỏi này là một câu hỏi mà chúng tôi cảm thấy rất là tâm đắc nên chúng tôi đã lựa chọn rất là nhiều cái mẫu đồng hồ để có thể giới thiệu cho bạn, bởi vì rõ ràng là câu chuyện của bạn khiến chúng tôi cũng cảm thấy rất là cảm động.
Đấy, cái tháng lương đầu tiên của bạn sinh viên mà lại muốn dồn để mua một cái món quà tặng anh thì tôi nghĩ rằng là rất là ý nghĩa, và mong rằng là trong những gợi ý của chúng tôi sẽ có một gợi ý nào đó giúp cho bạn cảm thấy ưng ý và sẽ là một món quà hay, một món quà đẹp gửi tặng cho anh bạn. Chúc bạn là có thể tìm được chiếc đồng hồ như vậy. Tiếp theo là bạn Minh Nguyễn Công, bạn ấy hỏi rằng là mình ở Quảng Ninh thì liệu có giao hàng tận nơi không? Đầu tiên ấy là bạn ở Quảng Ninh thì bạn có thể mua hàng ở bất kỳ nơi nào, nghĩa là kể cả bạn ở bất kỳ nơi nào thì bạn vẫn có thể mua hàng giao hàng tận nơi được. Tất nhiên trong lãnh thổ Việt Nam nhé bạn nhé. Tuy nhiên hiện tại bạn đang ở Quảng Ninh thì mình nghĩ là bạn nên ra showroom. Đấy, ở Quảng Ninh thì có showroom số 825 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, ở chỗ cái vòng xuyến ấy, tôi đã đến đấy một lần rồi và cái view nhìn ra rất là đẹp thôi. Quan trọng ấy là ở Quảng Ninh có thì bạn nên đến để trực tiếp và đeo trên tay, chúng ta sẽ lựa chọn dễ dàng hơn so với việc là chúng ta lên trên mạng ra xem hình ảnh các thứ. Cái thú của việc chơi đồng hồ đôi khi là ra hàng để mua mà anh, đúng rồi nó là một mặt hàng đặc biệt khác so với những cái mặt hàng còn lại, là vì thế chúng ta muốn trên tay, muốn trải nghiệm nó, đến trải nghiệm nó là mang đến cho mình một thứ nó đặc biệt hơn. Tiếp theo là bạn Block Dark Lê Khoa thì bạn ấy có một cái ý kiến ngược chiều với ý kiến của chúng tôi. Bạn ấy nói rằng là hai anh nói về đồng hồ Trung Quốc là sai rồi. Những thương hiệu đồng hồ Trung Quốc như là Beijing, Seagull thì không hề thua kém đồng hồ Nhật Bản đâu. Đấy. Và những bạn khác cũng đã phản hồi lại đây ạ. Đó, bạn Khoa thì bảo là vấn đề này không phải là bền mà là tâm lý người Việt Nam cũng nghĩ đồ Trung Quốc cùi. Và bạn Tuấn Trần thì phản hồi lại là không tệ, dùng ổn ở trong tầm giá nhưng bảo không thua đồng hồ Nhật thì có vẻ hơi sai, với lại thường là không có thiết kế riêng. Không biết chính rằng xác là bạn ý comment, bạn Block Dark Lê Khoa này comment trong cái luận điểm như thế nào nhỉ? Anh Dương có nhớ không? Tôi với anh Hùng hôm đó là nói về cái chủ đề là đồng hồ Trung Quốc và điện thoại Trung Quốc. Tại sao điện thoại Trung Quốc bán rất chạy ở thị trường Việt Nam nhưng đồng hồ Trung Quốc thì không? Thì hôm đó tôi với anh Hùng trả lời đó là chúng ta không khẳng định là đồng hồ Trung Quốc không tốt đấy, nhưng mà chúng ta nói là điện thoại Trung Quốc ấy, là điện thoại nó là cái thứ gọi là tiêu dùng hàng ngày của người dân rồi, và cái kiểu như là nhu cầu thiết yếu rồi, nhưng mà đồng hồ thì lại là trang sức và không phải là cái nhu cầu đặc biệt, nên là khi người ta cần một cái gì đó thuộc dạng trang sức, người ta cần cái gì đó thuộc cái kiểu như sử dụng lâu dài thì người ta rất e dè hàng Trung Quốc là như thế. Đấy, chứ nó lại khác hoàn toàn với điện thoại nhé. Điện thoại là đồ công nghệ thì lại khác. Tôi thì tôi nghĩ rằng là Beijing hay Seagull như bạn nói ấy, nó không thua kém đồng hồ Nhật Bản, thậm chí là có thể là bán nhiều hơn bởi vì người Trung Quốc đông thôi. Đúng rồi. Chứ còn nếu mà mặt đánh giá của thị trường thế giới, thị trường quốc tế và những cái đất nước nhập khẩu đồng hồ về bán thì đây là những thương hiệu mà rõ ràng không thể tên tuổi bằng đồng hồ Nhật Bản được. Đúng rồi. Đấy, nói gì thì nói chúng tôi vẫn có thể khẳng định điều đấy. Thế còn bây giờ bạn nói là cái chất lượng của đồng hồ nào cao hơn thì rõ ràng là chúng tôi không dám khẳng định, nhưng mà về mặt thương hiệu, về mặt uy tín, về mặt trong suốt bề dày lịch sử làm về ngành đồng hồ thì rõ ràng đồng hồ Nhật Bản là một đất nước có cái ngành đồng hồ phát triển hơn nhiều so với Trung Quốc. Và tôi cũng thấy là hai cái góp ý của bạn Khoa và bạn Tuấn Trần ở đây cũng là rất chính xác. Thứ nhất đó là vấn đề tâm lý mà bạn Khoa nói tới. Đúng là tâm lý người Việt Nam là ngại đồ Trung Quốc. Và cái thứ hai nữa đó là cái việc là nó không có thiết kế riêng là cái điều mà tôi cảm thấy rất chuẩn thế này. Có thể là thiết kế nó na na cái đồng hồ này, na na cái đồng hồ kia, nhưng là nó không tự có một cái thiết kế gì đó gọi là đặc trưng của mình ý. Đấy, ví dụ nhá, chúng ta nhìn vào Movado chúng ta biết ngay đó là Movado, chúng ta nhìn vào Seven Friday chúng ta biết ngay đó là Seven Friday, chúng ta nhìn vào Seiko 5 quân đội chúng ta biết ngay đó là Seiko 5 quân đội, hoặc là nhìn vào Tissot Lock biết ngay. Nhưng mà đồng hồ Trung Quốc thì không có, thậm chí một thương hiệu đồng hồ khởi nghiệp của Việt Nam như Canon họ cũng có một cái nhận diện rất đặc biệt nữa là đúng không nào. Vâng. Đấy. Rồi đây là cũng là một cái tôi nghĩ rằng bạn ấy thì cũng không phải là bạn Lê Khoa không phải có một cái ý gì phản biện anh em mình quá là dữ dội đâu. Vâng, cũng là một cái phản hồi ngược chiều thôi để cho anh em mình hiểu nhau và chia sẻ kỹ hơn về câu chuyện này thôi. Cảm ơn bạn, và cũng như là cảm ơn rất là nhiều người ở dưới cũng đã bày tỏ quan điểm của mình như vậy thì chúng ta chơi đồng hồ mới vui được. Bạn Hường Giác, bạn ấy hỏi rằng là chào hai anh, cho em hỏi làm thế nào để chỉnh giờ đồng hồ không có chức năng hacking stop một cách chính xác nhất ạ? Em cảm ơn. Rất đơn giản thôi. Đó là nếu mà đồng hồ bạn không có hacking stop, bạn muốn chỉnh giờ để cho nó hợp kim giây đúng không? Bạn để đến khi nào mà đồng hồ nó chết ý. Đấy, thế đến khi đồng hồ nó chết nhá thì bạn bắt đầu bạn mới chỉnh cái kim giờ với là kim phút để cho nó gần sát về cái đồng hồ ở trên máy tính của bạn này. Đấy, thì khi nào mà cái đồng hồ trên máy tính của bạn nó còn cách cái dây mà bạn mong muốn khoảng 3 giây
bạn lắc 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 đồng hồ hoặc là bạn lên phát tay thì bao giờ nó sẽ có độ delay mà nó khoảng 3 giây, thế là nó sẽ hợp. Hợp lý không anh? Nói chung là một cách tôi nói là cũng gọi là thủ công thôi. Vâng. Nhưng mà cũng chẳng có cách nào khác. Vâng. Đấy, nếu mà bạn muốn chính xác đến từng giây từng phút như thế thì chỉ còn cách như vậy. Đúng nào, chẳng còn cái cách nào mà nó tối ưu hơn. Vâng. Tiếp theo là bạn anh Đỗ Hoàng, bạn ấy hỏi rằng là mình sinh năm 89, tay mình 16.5 cm, mình đang muốn mua một chiếc đồng hồ pin hoặc là năng lượng ánh sáng dây da kiểu cổ điển lịch sự sang trọng, tầm giá dưới 10 triệu, mong hai bạn tư vấn giúp mình. Với cái tầm giá 10 triệu này thì bạn có thể lựa chọn rất là nhiều những cái mẫu đồng hồ mà mình cảm thấy là cũng ấn tượng đấy. Cái mẫu đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đến cho bạn đó là mẫu Tissot có Vizodate có mã hiệu là T118410162770. Thì cái mẫu đồng hồ này trong cái tầm giá này chúng ta chỉ lựa chọn được máy quát thôi, nhưng mà được cái là máy quát ETA này, có kính sapphire, size mặt 40 khá là phù hợp với cả cổ tay người Việt Nam. Rồi là mặt số 3 kim 1 lình rất đơn giản. Dây da để dây da nâu, nói chung là đeo cái con này và nhìn nó tương đối là sang trọng. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì là mẫu Tissot có máy hiệu là T097410165800. Thì cái mẫu này nó có một cái thiết kế nó hơi khác hơn so với mẫu trước, thì nó mang tính chất là nó lịch sự hơn. Đấy. Bạn cũng có thể tham khảo qua, những mẫu này cũng dưới 10 triệu. Còn lại nữa thì trong tầm giá dưới 10 triệu chúng ta có thể lựa chọn được cả đồng hồ Citizen nữa, những cái đồng hồ Eco Drive của Citizen. Đấy. Rõ ràng là nếu mà so sánh giữa đồng hồ Citizen hoặc là Tissot Quartz thì tôi vẫn thiên về Tissot Quartz hơn. Chất lượng nó cũng có thể là nói là nó bền hơn, bền bỉ hơn, tốt hơn. Ở đây thì bạn anh Đỗ Hoàng nói rằng là bạn thích một chiếc đồng hồ pin hoặc là năng lượng ánh sáng dây da. À, vậy là nếu mà đồng hồ pin thì đúng là Tissot sẽ là sự lựa chọn hợp lý nhất. Đúng. Nhưng nếu mà gọi là năng lượng ánh sáng thì rõ ràng Citizen là vượt trội rồi. Đúng rồi, đấy. Công nghệ độc quyền của họ rồi. Đúng. Vậy là bạn có thể tham khảo qua hai cái mẫu đồng hồ Citizen và hai cái mẫu đồng hồ Tissot mà tôi giới thiệu nhé. Và trên đây cũng là những câu hỏi của tuần này. Xin cảm ơn các bạn đã gửi về rất nhiều câu hỏi cho chúng tôi, và chúng tôi mong rằng trong số tiếp theo vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn như vậy. Xin chào và hẹn gặp lại. X-Watch, số 1 bảo hành hậu mãi.